Rồi. Bắt đầu nhé. Buổi hôm trước chúng ta đã xây dựng xong cái khung cơ bản của một trang web với MVC, với mô hình MVC. Thì chúng ta bắt đầu, tôi nhắc lại kiến thức một chút này, chúng ta bắt đầu với HTML set để điều hướng tất cả các request ở trong máy của chúng ta về với index.html ở index.php. Các tham số sau dấu sược thì nó sẽ chuyển thành cái tham số URL dạng get. Được chưa? Sau đó về index.html, chúng ta cái việc đầu tiên cần phải làm đó là chúng ta sẽ phải phân tích, sẽ phải thu lại cái URL đó là cái gì. Chúng ta sẽ có cái iset get URL bằng, nếu mà có cái URL này thì chúng ta sẽ cái biến URL sẽ bằng get URL. Nếu mà không có thì sẽ cho nó bằng cái sược. Thì chúng ta sẽ có là trong trường hợp mà nếu mà không có, tức là về trang chủ, thì chúng ta sẽ gọi đến cái home controller, gọi đến hàm index của nó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta phải requirements cái file là controller home controller vào đây thì chúng ta mới dùng được cái việc này. Được chưa? Sau đó vào trong index chấm in vào file, vào home controller hàm index thì chúng ta sẽ xử lý là sử dụng cái user model. Thì chúng ta requirement ở phía trên này là model user model, và user model sẽ bằng user model own, và truyền ra return ra include vào đây một cái file là view home page. Thì ở view home page thì chúng ta sẽ hiển thị danh sách dạng bảng của các cái bài viết như thế này để hiển thị ra phía ngoài, danh sách của các user, dạng bảng của user và hiển thị ra phía ngoài. Được chưa nhỉ? Đấy là cái cách chúng ta xử lý với MVC. Thì hôm nay thay đổi chủ đề một chút, chúng ta sẽ làm việc với một trang web nó gọi là tương đối ổn. Ổn ở chỗ nào? Ổn ở chỗ chúng ta sẽ tiến hành làm một cái website gọi là một trang bán hàng nhỏ nhỏ đi, để chúng ta có thể là tương tác và xây dựng một website nó hoàn chỉnh, trông nó như thế nào. Được chưa? Thì tôi sẽ sửa lại như sau. Code tôi đẩy lên rồi nhá. Phần tiếp theo chúng ta sẽ có ví dụ trang home controller này, chúng ta sẽ đẩy về index, vẫn cứ ở là index home controller này. Nhưng ở đây chúng ta sẽ xây dựng một cái trang web như thế nào? Thì thứ nhất, ở website trang chủ chúng ta nó phải cần có một cái menu logo đây rồi, đúng không? Logo đây rồi. Tiếp theo là cái menu NAB ở đây. Được chưa? Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ có các cái sản phẩm, đây là sản phẩm mới này, đây là sản phẩm bán chạy này, đây là sản phẩm được xem nhiều nhất chẳng hạn vậy đó. Thì đây ở trong này nó sẽ có khoảng 3-4 cái sản phẩm gì đấy, trông như này. Và ở phần ở phía dưới này chúng ta sẽ làm cái footer là thông tin của cái cửa hàng của chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta xây dựng nó như thế nào? Thứ nhất, chúng ta phải xem là với trang chủ thì chúng ta cần những cái dữ liệu nào. Ở cái logo này chúng ta đã có chưa? Chưa có logo đúng không? Cái menu này nó là cái gì? Menu với tôi nó sẽ là các cái danh mục ở trong cái hệ thống của mình. Tiếp theo là các sản phẩm, chúng ta cũng chưa hề có bảng sản phẩm. Được chưa? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thì chúng ta để mà làm được cái giao diện này, chúng ta thứ nhất là cứ phải fetch data đã. Fetch data, fetch bảng ở trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta mở cơ sở dữ liệu ra, navigate. Tôi sẽ để cái cơ sở dữ liệu K30DL nhé. Thì chúng ta sẽ bỏ cái bảng classes và cái bảng user class xgrep này đi, quăng đi. Delete table. Rồi. Các bạn làm theo tôi nhé. Gì đấy, tùng điều ấy. Được chưa? Chúng ta tạo một bảng mới, new table. Bảng này tên là bảng web config đi. Được chưa? Trong web config thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ ID này, key auto increment. Trong này, trong bảng này của chúng ta sẽ có các cột là config name và cha. Tạo bảng nha các bạn nha. Tiếp theo này, có cái cột là logo gạch dưới URL,
va chạm. Tiếp theo là gì bây giờ ta? Bây giờ chúng ta sẽ có thêm thông tin về logo, thông tin về slideshow. Nếu có slideshow tính sau đi. Logo thì thông tin về cửa hàng đây. Sẽ có địa chỉ này. Rồi thì là địa chỉ của là Facebook này. Đúng không? Tạm thời vậy đi. Thì chúng ta sẽ có address. Address 1 là Vacha. Address 2 cũng Vacha luôn. Chúng ta có 3 cửa hàng là address 3 cũng Vacha. Facebook là Vacha luôn. Và có cái map thì sẽ là text xếp xuống bảng này tên là web config. Ở web config thì sẽ có những cái cột như thế này. Đây design đấy. ID, config name, logo, URL. À, thêm một cột nữa. Chúng ta thêm một cột nữa, đó là cột active. INT. Xếp xuống. Chúng ta sẽ có rất là nhiều config ở đây, còn chúng ta hoàn toàn có thể chọn được cái config nào để active nó lên để hiển thị ra ngoài trang chủ. Xong chưa? Xong chưa Tuấn Anh? Rồi. Chán không chưa? Tiếp theo chúng ta thêm dữ liệu mẫu vào đây. Config name là bằng home 1. Ví dụ thế, logo URL thì tí nữa chúng ta sẽ thêm vào. Nếu độ chúng ta kiếm một cái logo đi. Lấy một cái logo nhá. Tải một cái logo nào đấy về. Các bạn thích logo của cửa hàng điện thoại gì? Làm website điện thoại nhá. Chúng ta lấy một cái logo nào đấy về. Ví dụ Tráng có biết cái logo nào? Thế giới di động. Lấy của thế giới di động luôn. InSpace. Logo của thế giới di động này xấu thế. Bọn khác đi. Cellphone. Đây rồi. Trông có vẻ tử tế hơn.
Rồi, copy về. Save image as. Chúng ta lưu vào trong cái thư mục của lớp mình ấy nhá. Lesson 53 này. Upload này. Đây tôi sẽ để là logo.jpg. Rồi. Chúng ta mở cái thư mục ra xem đã thấy chưa, upload này. Logo.png đúng không? Chúng ta sẽ có cái đường dẫn là upload sược logo.png đi xuống. Address 1. Xem nó có những thằng này có những địa chỉ nào này. Đây rồi. Ôi giời. Address 1 là quận Bình Chánh này. Address 2. Thủ Đức này. Address 3. Lê Văn gì đấy? Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Tân Bình. Rồi. Facebook. Chúng ta cũng đi cóp luôn. Chẳng có tội gì phải lấy Facebook của mình làm gì cả. Ủa không có. Bọn này không có Facebook à? Ôi dẹp, không có Facebook được. Map tạm thời để trông đây. Là có thông tin của cửa hàng này. Xong nhá. Không chờ đợi cái gì. Bài gì? Không có chuyện tôi gửi sửa code này lên nữa đâu. Bây giờ không làm kịp thì tự chịu. Cho chúng ta quá nhiều công cụ giờ chúng ta ỉ lại quá rồi. Chẳng biết nó làm gì cả. Xong chưa? Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ để ra cái view là homepage.php đúng không? Kệ nó thôi. Thì chúng ta ra cái homepage.php này, chúng ta tạm thời xóa trắng cái nội dung ở trong 3D đi. Chúng ta không động đến nó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến xây dựng cái giao diện trang chủ mới tinh như này. Bằng cách như sau. Chúng ta sẽ có cái phần 3D cho đến cái navigation. Trước hết thì chúng ta cứ xây dựng ra một cái trang chủ đấy nhá. Bằng HTML tĩnh đã, chưa cần gì gọi là cao siêu cả. Thì ở đây trong này chúng ta tạo thêm một cái thư mục nữa, tên là public. Tạo thư mục CSS cho nó. Tạo thêm thư mục JS. Tạo tiếp thư mục plugin. Hỏng bây giờ. Trong plugin thì chúng ta đi copy cái file bootstrap này nhá. Tôi coi xem tôi có bootstrap ở đây không. Bootstrap đây version 4 hay sao ấy. Đấy. Để tôi coi xem nào. Chúng ta đi tải bootstrap này. Get bootstrap này. Đó, version 3.3.7.
download một trang này. Tải về. Copy và paste vào trong cái project của mình. Public plugin. Paste item vào đây. Đấy, chúng ta có cái thư mục bootstrap. Thì để cho nó tương vào được cái thư mục bootstrap thì chúng ta sẽ có link real bằng public sược plugin sược bootstrap sược gs sược css sược bootstrap min css đây là cái đường dẫn đến cái bootstrap của chúng ta. Nhờ, bây giờ chúng ta có file CS của bootstrap này. Tiếp đấy trong cái thư mục CS này của mình sẽ có một file là main.css. Đây là những cái CS của mình sẽ tự viết vào đây. Thì chúng ta cũng cần phải tương vào trong cái homepage này bằng một cái thẻ link. Link đến public sược CSS sược main.css. Nhét vào đây. Chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái giao diện trước. Thì chúng ta sẽ có cái div, có class là container, và chúng ta sẽ bê một cái navigation của thằng bootstrap vào trong này. Được chưa? Đi kiếm cái component này. Chúng ta chắc chắn là trong này sẽ có phần nap. Nap 3. Để tôi coi nào xem nó có cái nào không. Fix to top. Đây, chúng ta lấy cái này đi. Copy outer HTML. Đỏ. HTML formatter. Rồi đây rồi, chúng ta có cái format như này. Về vào trong à. Nắp 3 button này, con slate target. Trông kinh này rồi.
Rồi để chúng ta coi xem là cái giao diện của chúng ta đến đâu đã. Brand này, home này, link này. Chưa? Đây nó sẽ là cái giao diện của mình. Bây giờ chỉ làm được mỗi cái phần này thôi. Sau đó chúng ta bê nó ra, bưng nó ra ngoài và co nhỏ giao diện vào. Ủa sao không thấy cái thẻ thế nhỉ? Thiếu gì ấy? Chờ chút để tôi coi xem nó như nào. Button con slave này, home, nắp ba, brand, không thiếu cái gì. Ô bảy, để xem có cái nào nó tử tế hơn. Để tôi lấy cái này đi. Đây, thì nữa tôi sẽ bỏ bớt cái link download để bỏ container đi này. À, về các bạn chờ tí thì tôi up lên cho các bạn nhé. Phần này nó hơi lằng nhằng. Link này drop down này. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này để tí tôi lọc bớt đi cái dãy bên này và cái chữ drop down này đi. Chờ tí để coi nào. Toggle link. Toggle navigation này. Current link. Action, another action. Start active này. Rồi chúng ta sẽ bỏ link này đi. Link này bay luôn, drop down. Rồi, cho bay luôn cái drop down này đi nữa. Bay nốt cái search. Đây, chúng ta chỉ còn hai cái thằng này thôi. Tí nữa chúng ta sẽ duplicate thằng link này lên dựa trên các cái thẻ ở các cái category của chúng ta. Đó, link. Brand. Rồi tôi đẩy code lên nha. Ở bên homepage này. Nào. Làm đi. Nay tôi rất mệt rồi. Tốt nhất là ngồi cách nhau ra. Không thì các bạn tự làm đi. Bây giờ là đủ. Các bạn đủ khả năng các bạn làm một website rồi. Làm nào làm. Lên GitHub lấy code về đi. Tiếp theo với plugin, chúng ta thêm một cái thư mục tên là jQuery và paste cái file tải và tương cái file jQuery min vào đấy để chúng ta sử dụng được bootstrap JS jQuery min này. Thì chúng ta sẽ nhét thêm cái xuống dưới này, xuống dưới phần cuối của cái body ấy, chúng ta sẽ có phần script. Script này chúng ta sẽ có cái src bằng public sược plugin sược jQuery sược jQuery chấm
min.js. Sau đó chúng ta sẽ có một thẻ script nữa, có cái src bằng với public sược plugin sược bootstrap sược js sược bootstrap.min.js, nhét nó vào thì chúng ta sẽ có được cái giao diện trông như này và drop down quăng được xuống. Đang xây dựng cái homepage của website. Hoàng đến muộn thì copy cái thư mục về nhá. Như nhỉ? Sau đó phần ở giữa này sẽ là nội dung của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo dạng là có một cái kết ở đây. Để tôi co nhỏ cái này vào xem nó có. Ôi giời. Co nhỏ vào xem nó có. Đây drop down không? Đây rồi, drop down xuống không? Chúng ta sẽ có phần nội dung ở đây sẽ có là các sản phẩm hot này. Gì ấy, lấy gì ạ? Bỏ. Khiếp hồn. Cất. Sau phần nap này chúng ta sẽ có một cái phần content. Thì div class bằng container. Ở trong này chúng ta sẽ có một thẻ H2. Đây là sản phẩm mới. H2 hơi to nhỉ. Để H3 đi. Rồi, sản phẩm mới. Trong thẻ H2 này chúng ta sẽ có các cái thẻ section. Section, mỗi section này sẽ có cone trừ có class bằng cone trừ md trừ đâu cone trừ sm trừ 4 sản phẩm thì sẽ là 3, cone trừ sm trừ 3, bg trừ danger hoặc là succeed đi. Alo. Em cứ test đi. Rồi.
Ok, bạn sẽ thay cho mình nhé. Rồi, chúng ta có phần sản phẩm mới này. Thì tốt nhất là các bạn nên đưa cái này vào trong một cái div. Ví dụ chúng ta có cái div là có class là hot, hot product. Ví dụ vậy, xong rồi trong chúng ta nhét nó vào trong này. Và ở đây chúng ta để tạm thời một xong tab được vào nhỉ. Đó, và chúng ta sẽ để tạm thời vào trong này một cái ví dụ tôi sẽ nhét vào đây một cái ảnh đi. Nhét tạm thời một cái ảnh ở trong này. Ảnh của chúng ta nó sẽ là cái đường dẫn tạm thời, ví dụ như kiểu là upload này. Sượt lấy ra đây một cái thì một upload rồi nhỉ, upload này. Lấy đây tạm thời một cái cây này chẳng hạn. Tôi rename nó đi. Tôi copy tên của cái cây đấy, tôi paste vào đây. Xong ở dưới này tôi sẽ có một cái thẻ thẻ A. Thẻ A này là dấu thăng này. Title đây là Samsung Galaxy S8. Ví dụ thế. Ở phía dưới nó là cái giá, thì chúng ta sẽ để nó là một cái thẻ spend đi. Spend có cái class, class bằng product trừ price. Đây là để tạm một con số, ví dụ như kiểu là 8 triệu chẳng hạn. VND, VND. Rồi. Sau đó chúng ta duplicate thằng này lên khoảng 3 lần nữa. 1, 2, 3. Xếp xuống. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái ui giời ơi, trông tổng này. Ảnh nó to quá. Sẽ có width và sẽ có 2. 2 bằng 300 pixel rồi. Copy hết cái mớ này, đưa lên các sản phẩm. Đó. Sao nó vẫn bị rộng này nhỉ? Chờ chút nha, để tôi check lại cái giao diện này. Không được. Để coi cái bút cháp xem nó có cái thuộc tính nào cho image. Read from jumbo tron thumbnail default. Chúng ta có role này, ahpref thumbnail img src. Coi xem có được không. Rồi, bây giờ chúng ta có cái ảnh nhét vào đây. Chúng ta làm cho khoảng 3 cái như vậy. Đó, đây là 4 cái ảnh của chúng ta. Đây là sản toàn bộ sản phẩm mới này.
Tiếp theo tôi duplicate thằng này lên, chúng ta sẽ có thêm một cái div nữa, đó là sản phẩm nổi bật, ví dụ thế. Thay một cái thôi ở đây thành sản phẩm nổi bật. Đó, và chúng ta sẽ có cái phần sản phẩm nổi bật. Tí nữa chúng ta sẽ làm, sẽ viết CSS cho nó để cho nó lùi xuống một tí. Và cuối cùng ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cái menu, sẽ có cái phần địa chỉ của cửa hàng. Chúng ta sẽ có ở phía dưới này, đó là một cái footer, kẻ footer. Ở trong này chúng ta chia ra làm 3 cột, ví dụ div có class bằng côn trừ md trừ 4 này. Trong này nó sẽ là địa chỉ các cơ sở. Chi nhánh. Đó, chúng ta có một cái div nữa. Cũng có class. Có class là côn trừ md trừ 4. Trong này là các cái số điện thoại liên hệ. Và cuối cùng là cái số điện thoại để bên kia đi, chúng ta sẽ để đây là cái Facebook group. Và cuối cùng là một cái div nữa. Div nó sẽ có class lại côn trừ md trừ 4 nữa. Chúng ta sẽ có đây là cái địa chỉ, cái bản đồ. Bản đồ dẫn đến cửa hàng. Đó, ở phía dưới này chúng ta sẽ có cái phần này. Tí nữa chúng ta sẽ CSS thêm cho nó. Đẩy code lên nhá. Được chưa? Lấy code về đi.
Này, nhìn thấy không? GS này. À GS mình chưa 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 có gì. Xin lỗi các bạn. GS chưa có gì, mình mới chỉ có plugin là Bootstrap và jQuery. Chưa có GS này. Chưa? Tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình không giữ cái này đâu nhá. Cái homepage này mình không giữ đâu nhá. Không giữ nó nguyên bản như này đâu, mà mình phải chia nó ra. Chia nó thành cái khung layout. Hiểu không? Là phải cắt bớt ra. Bây giờ mình sẽ đến cái khái niệm là tiếp theo, khái niệm layout này. Thì mình sẽ phải là cắt, ví dụ mình sẽ cắt phần từ nap, cắt từ nap này hất lên trên, đấy là phần header của một website, thì mình sẽ cắt nó đi, cắt luôn này. Mình sẽ chia ra thêm cái thư mục nữa, thư mục view này, mình sẽ có thư mục là layout. Layout, trong layout này sẽ có phần thư mục nữa, đây là client. Client, và mình sẽ có là header, header.php. Đó, page xuống. Header.php nó là như thế này, là cả một cái phần khung layout đó. Đó. Tiếp theo phần homepage này mình sẽ cắt nốt cái phần footer, hất xuống phía dưới. Cắt nốt, mình nhét vào trong cái thư mục client, nó đặt tên là footer.php. Chúng ta làm kiểu nông dân thì bắt buộc phải làm theo kiểu này thôi. Về nó xuống đây, footer. Và homepage bây giờ nó nằm trơ vơ, toàn bộ toàn là nội dung nằm ở giữa đúng không? Nó trơ vơ ở đây. Bây giờ chúng ta làm nào để ra được cái giao diện trang chủ thực tế? Thì chúng ta include, thứ nhất là include cái include once cái view này, view sort layout sort client sort header.php vào, và include tiếp, duplicate thằng này lên, move xuống dưới là footer .php và homepage chúng ta nằm ở giữa, thì chúng ta sẽ ra được cái giao diện như cũ. Mặc dù hai thằng này, cái thằng phần đầu này, từ cái header này hất lên trên và cái footer này hất xuống dưới, nó nằm ở hai những cái file khác nhau. Làm này mục đích để làm gì? Bởi vì sau này các bạn sang những cái màn hình khác ấy, thì cái phần không thay đổi nó sẽ là cái phần header, phần footer, được chưa? Nếu mà mỗi một màn hình các bạn mà lại phải copy cái đoạn kia, các bạn paste vào trong những cái view còn lại thì nó rất là dở, đúng không? Nó cực kỳ dở luôn, ở chỗ là chúng ta sẽ cần phải là phải, nếu mà sau này chúng ta phải sửa một cái gì đấy, một cái ký tự rất là nhỏ gì đấy, chúng ta phải sửa tất cả các view kia, đúng chưa? Bây giờ chúng ta viết thành một file thôi, sau đó chúng ta trước khi là sinh ra view chúng ta vứt vào đây như này thì như vậy là ổn rồi, được chưa? Đó, ngoài ra chúng ta vẫn có cách khác,
để xử lý. Đây là cái tư duy để làm layout nhá. Có ai thắc mắc gì không? Các bạn chia xong chưa? Chia đi. Xem lại cái gì? Đây, header thì cắt từ navigation hất lên trên. Kết thúc của cái nav hất lên trên thì là header. Còn phần footer thì là cắt từ footer hất xuống dưới. Đấy nhá, phần ở giữa thì nó là cái, nó chính là cái content của chúng ta thôi. Được chưa? Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm cách khác này. Đây là một cách để cho chúng ta chia ra để hiểu thôi, để hiểu cái layout nó là cái gì thôi. Bây giờ tiếp này, các bạn lưu ý này, xem này. Bây giờ chúng ta có thể làm một cái trò như sau. Chúng ta để tự nghĩ đã nhá. Client này, layout này. Mà thôi rồi, để như này thôi. Home controller để như này thôi nhá. Tiếp theo này. Nào tập trung. Bây giờ ở cái layout này, ở cái layout header này, chúng ta cần phải hiển thị thông tin của cửa hàng đúng không? Đúng chưa? À, cần phải hiển thị ra cái menu đúng không? Thì chúng ta sẽ ở ngoài cái header.php này này, chúng ta code PHP xong này luôn. Bây giờ chưa dùng đến framework thì chúng ta đành phải làm theo kiểu nông dân. Đó là code PHP trong này. Đó. Bài này là phải PHP mà. Code PHP. Ở trong này chúng ta sẽ cần phải tạo ra thêm cái model là web config để tương tác với cơ sở dữ liệu cho nó dễ. Chúng ta sẽ require one. Sao không viết được code PHP nhỉ? Các bạn có viết được code PHP ở trong này không? Hả? Cái gì? Tắt nó đi hả? Xong rồi bật cái header này lại. À đây rồi, được rồi. Chúng ta require one. Cái thư mục là model webconfig.php config model. Tất nhiên là chúng ta chưa có thì chúng ta bây giờ phải tạo ra. Dạ, model webconfig model.php này. Bây giờ chưa có thì phải tạo nó ra. New file là webconfig model.php. Trong này code PHP.
và đi copy lại nội dung của cái thằng web config kia, quẹt xuống. Require cái, đây là require one nhá. Nhớ là require one chứ đừng require không. Require không là chết đấy. Delete thằng này đi. User model, base model này. Chúng ta cũng require one, ở user model chúng ta cũng là require one. Require one nó khác với require ở chỗ là nếu nó kiểm tra cái file base model này đã được require rồi thì nó sẽ bỏ qua, nó không require nữa. Được chưa? Thì tốt nhất là chúng ta nên để nó require one. Web config cũng require one cái base model, ở đây chúng ta sẽ để là web config model. Cái này nó sẽ là bảng web gạch dưới config. Cái thằng này không thêm sửa xóa gì cho nên chúng ta chỉ để mỗi thế này thôi. Được chưa? Xem lại gì? Đây á. Đấy. Như nào? Cần xem chỗ nào? Xóa cái, bây giờ tóm lại trong model các bạn giữ lại cho tôi ba cái file là base model, user model và web config model. Class xóa đi không dùng nữa. Đây chúng ta là cửa hàng mà. Thì sẽ chỉ lấy những cái gì liên quan đến cửa hàng thôi. Được chưa nhỉ? Có cần xem lại web config model không? Được chưa? Bây giờ ở trong phần header này chúng ta sẽ có là config bằng web config model 2.2.where. Where đây là một cái array đúng không? Có đúng là array nhỉ? Hôm trước tôi where của gì nhỉ? Quên bố rồi. Where. À, truyền 3 tham số là được. À, chúng ta không có cái array nữa. Where cái active, cái cột active bằng 1 trở đến first. Lấy ra một đối tượng thôi và tiến hành va đâm hoặc là tiến hành DD để biến config ra. Xem nó ra cái gì. Chưa? Nhớ. Rồi test. Nun. Ô bỏ mẹ. Này như thiếu active sao? Ở đây active bằng 1 đây. Rồi. Ra rồi. Ra home 1 này, logo này, gì gì đấy đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra được thông tin. Các bạn check lại xem ra được chưa? Update lại cơ sở dữ liệu cái cột active đi. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý tiếp ở cái
đâu nhỉ, cái logo đâu nhỉ? Đúng, các bạn nhìn thấy cái logo ở đâu ấy? À đây rồi, đây rồi, đây. Naba Brand đây rồi. Chúng ta sẽ có một cái IMG ở đây, có SRC bằng bằng code PHP, hỏi chấm, ở đây là bằng, và cái biến config trỏ đến logo thì phải, đúng không? Logo gạch dưới URL, URL, và chúng ta set hai cho nó. Gì? Thằng nào nhìn thấy cái gì, tìm cái chữ brand này. Tôi sửa cái chữ brand còn gì nữa. Đâu? Gì mà ID? Đâu, ai bị lỗi dòng nào? Dòng bao nhiêu? File nào? Bay model gì? Bao nhiêu dòng bao nhiêu? 137. 137. Đó nhập. Chờ tí. First này.
Đây dòng này gì? Đúng không? Dòng này đúng không? Đây các bạn viết thêm đoạn này cho tôi. If he says this, trở đến order by ARR bằng true và this order by ARR khác null. Được chưa? Xem còn lỗi dòng nào nữa không? Hết rồi gì? Hết chưa? Gì nún? Team view đi. Bật team view lên. Vào. Đấy, việc còn chưa làm xong ngồi cãi nhau, thua không? Hai sáu bốn. Năm chín năm. Chờ chút. Một bốn bảy bốn. Đâu? Cái gì mà index.php này? Ông DD ở đâu ra mà nun đấy? Đây này, ông DD ở đây ra nun này, active first này. Sao ID bằng 0 là nhỉ? Đây đâu không có auto increment nè. Ra thì quái được. Active bằng 1 nè. Chờ chút nha, tôi coi xem code của ông nó như nào. Web config model này, where active bằng 1 first. Base model order. Mày cái gì? Đây đúng không? Ôi giời ơi. Table là tên là gì? Có SC không? Đây cơ mà. Đây câu lệnh là gì? Đây này. Đây này. Hỏi tại sao bằng không bằng null?
Cái gì đấy? Lấy ra hết chưa? Còn ai bị lỗi không? Không đứa nào kêu gì là tôi chuyển tiếp đi nhá. Kéo dưới phần navigation đấy, nó có cái NAV3 brand ấy, có href như này đúng không? Thì chúng ta href bằng sượp như này. Và trả về ở đây là bằng cái code PHP là img. Có src viết code PHP trong này. Ở đây bằng là cái biến config trỏ đến logo gạch dưới url. Lấy cái phần này, lấy cái giá trị đấy ra. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở ngoài này rồi. Có vật vã này. Rồi chờ tí. Tôi sẽ set lại cái width cho cái ảnh này, width set lại cái height cho cái ảnh này bằng 50 pixel. Vẫn to. Chẳng hiểu nó vì sao nó lại tụt lên đây. Sao lại tụt lên trên này nhỉ? Grab này. IMG. Cho là 40 đi. 40 này. Chờ chút nhá, sẽ có margin trừ top bằng là trừ 10 pixel. Có nhỏ xem có vấn đề gì không? Được rồi đấy. Đây chúng ta sẽ copy cái này. Đây nhá, code của phần để load ảnh cái này. Nó sẽ bằng config trỏ đến logo URL này. Và chúng ta sẽ phải tự check lại cái phần đấy. Class nav 3 brand đúng không? Các bạn hiển thị ra được cái ảnh đấy đã. Được chưa? Ra ảnh chưa? Tiếp theo mở cái file main CSS ra. Chúng ta sửa lại. Cái gì nhỉ? Nav 3, tôi phải tạm cái này ở đây đã. Đây là Nav 3 brand đúng không? Chúng ta sẽ có cái selector là Nav 3 brand là tra trực tiếp của thẻ IMG nào. Thì nó sẽ có cái thuộc tính 2 bằng 40 pixel, main top bằng trừ 10 pixel. Tất nhiên là cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái ảnh các bạn chọn làm logo nữa, chứ không phải đúng phát là được. Được chưa? Rồi chúng ta reload. Nó vẫn to vật này, chứng tỏ là file main.cs của chúng ta chưa được dùng rồi. Chúng ta vào đây, kéo lên trên đây. Ủa? Public CSS main CSS. Đúng rồi mà. Class là... À chết, tôi viết sai. Đúng nhở? IMG. Coi xem nào. Nav 3
Brand IMG. Sao chẳng thấy gì? Nap 3 IMG 7 nhỉ? Nap 3 IMG 2 bằng 40 pixel. À đây rồi, nó bị cách. Đây là cell phone S này, bấm rồi nó về localhost. Ôi dạ rồi, sai rồi. Bấm nó về trang chủ thì nó phải về K30B1 repo. Đây. Các bạn ra được giao diện như này chưa? To thì tự style đi. Style rồi mà không được. Tự style lại cho nó tử tế đi. Được chưa? Đây cái href này sẽ link về cái http localhost. Chúng ta copy lại cái đường dẫn về trang chủ của chúng ta nhé. Bởi vì chúng ta không dùng framework cho nên là nó để về trang chủ thì đành phải làm này thôi. Fix cứng cái href này về. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta bấm vào cái ảnh nó sẽ đẩy về trang chủ. Bây giờ tiếp theo cái navigation này, cái mớ link liếc các thứ này này, giờ làm nào? Thì chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải tạo ra một bảng là bảng danh mục để lưu trữ những cái danh mục đấy vào. Rồi cuối cùng là chúng ta lấy toàn bộ danh mục ra và hiển thị ở ngoài cái nav kia. Thì chúng ta sẽ có mở cái DB ra. Mở DB ra chúng ta tạo thêm một cái bảng nữa, new table. Bảng này sẽ tên là bảng category. Thì chúng ta sẽ có cái ID của category này. Nhớ ID thì nó auto increment nhá. Tiếp theo là name và tràn. Được chưa? Inapp NAV. Đây là in. Rồi chúng ta lưu bảng này tên là categories. Đấy, bảng này cái tên là categories, có 3 cột là ID, name và inapp. Cái nào được chọn là inapp thì tức là có cái này sẽ mang giá trị, cái inapp mang giá trị là 1, còn cái nào không có thì tức là bằng 0 hoặc là bằng null thì sẽ không có hiển thị trên giao diện trang chủ. Đấy đó. Thích thì thêm một cột nữa, đó là cột logo, nhưng mà thôi chắc là chẳng có logo đâu. Mấy đứa mình set logo xong. Được chưa? Bây giờ thêm dữ liệu vào đi. Thêm dữ liệu cho bảng này đi. Chúng ta có name là ví dụ như kiểu là bây giờ trang này sẽ bán điện thoại đúng không? iPhone này. iPhone này in-app là 1 này. Tiếp theo là Samsung này. 1 này. Tiếp theo là cái gì?
Bphone này. Một luôn này. Tiếp theo là LG. Một. Rồi cái gì nữa nhỉ? Hãng nào củ chuối không? Windows Phone. Một nữa, đấy thôi. Còn này cái. Được chưa? Tiếp theo thì tạo một cái mô đồ cho cái chỗ này để chúng ta tương tác cơ sở dữ liệu cho nó dễ. Thì chúng ta tạo một file mới. Thêm dữ liệu chưa? Có ai cần phải chờ không? Đây. Xong chưa? Rồi. Bây giờ tạo ra cái model mới tên là category model.php. Đó, lại đi copy cái user model về vào trong này. Sửa tên thành category model. Static table nó sẽ là cái categories. Các attribute chúng ta tính sau, attribute thì có name này. Gì đấy nhỉ? Name này, in-app. In gạch dưới in-app. Mỗi vậy thôi. Được chưa? Tạo mô đồ ra. Không nhá. Linh. Rồi. Lại bê ra header. Cần danh sách các cái kết ở ngoài giao diện hay gì. Thì chúng ta sẽ lại require one cái category model và có cái list kết hoặc là kết SC đi. Nó sẽ bằng category model 2.2.where in-app NAV bằng 1 lấy ra get hết ra.
test cái đã. Lại DD. Cái biến kết. Được chưa? Test đi xem nó ra đủ không? Đó, ra đủ rồi. LG, Windows Phone, Samsung, iPhone này. Xong chưa? Rồi, tiếp theo ở phía dưới link link mấy cái link link này. Không phải cô. Đây link này. Thì mình sẽ sử dụng cái code PHP và thực hiện void. Void cái biến kết. S là C. Cho nó ngắn. Đóng code PHP vào và mở PHP dưới cho các cái thẻ HTML lên trên. Thì chúng ta sẽ có các thẻ A này. Thẻ A này nó sẽ bằng là kết này. Bằng kết sược. Sược với cái hỏi chấm bằng. Cái biến C trỏ đến ID. Và cái link ở trong này. Thì nó sẽ bằng. Nó sẽ bằng là $C trỏ đến name. Chúng ta sẽ loại bỏ các cái thẻ lời ở phía ngoài đi. Được chưa? Test đi. Nếu xong rồi ra ngoài test đi. Sẽ nó ra danh sách không? Được chưa? Chúng ta coi này. Đúng là iPhone, Samsung, B phone, LG các thứ các kiểu. Được chưa? Có ra không? Đường dẫn sẽ là kết sượt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì gì đấy. Được chưa? Còn phần drop down này chúng ta sẽ để đây là thứ nhất là tài khoản đăng ký. Chúng ta sẽ để ở chỗ này là cái chữ là đăng ký này, tài khoản này. Tài khoản ở phía dưới này là đăng ký. Đăng ký. Đây là giỏ hàng, ví dụ thế. Thôi để đăng ký thôi.
chúng ta có tài khoản. Tài khoản thì bấm đây là đăng ký này. Đấy, xong header. Được chưa? Tiếp tục chúng ta xuống phần footer. Giờ xử lý sao? Sẽ xử lý như sau này. Ở phần footer này, phần footer nhé, chúng ta lấy ra các chi nhánh trước và hiển thị dạng chi nhánh này. Thì ở phía dưới thì chúng ta đang xử lý xong phần header rồi này. Bây giờ xuống footer nhé. Thì chúng ta mở cái file footer ra. Chúng ta nhìn thấy cái phần chi nhánh này đúng không? Ở trong cái phần config này, trong phần config ở web config ấy, chúng ta đã có sẵn là cái chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3 ở đây rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ là hiển thị nó ra thôi. Thì chúng ta ở trong này chúng ta sẽ có các thẻ là OL đi. OL và LI. LI ở đây chúng ta hiển thị text. Hiển thị bằng cái đô la config. Biết vì sao dùng được config ở đây không? Đô la config chọn đến address 1. Duplicate thằng này lên chọn đến address 2, address 3. Bởi vì file footer này chúng ta include vào phía sau của file header, cho nên là chúng ta hoàn toàn thể dùng lại được code đã được xử lý ở file header luôn. Cho nên làm được cái việc này. Test đi xem nó ra cái địa chỉ không? Đây. Quốc lộ cái gì gì đối diện đường số 10 đúng không? Facebook. Thế giờ nhúng Facebook vào, chúng ta cần phải nhúng Facebook vào. Có cần dạy không? Cái này phải dạy à? Nhúng fanpage đây. Nhúng kiểu gì? Tại đâu? Ai bảo thế? Dạy luôn nhá. Facebook Developer. Đây này. Rồi Facebook Developer như này này. Vào đây. Đăng nhập vào bằng tài khoản của mình ấy. Được chưa? Xong rồi vào tạo một cái app. Chúng ta có thể tạo một cái app này, ứng dụng này, thêm ứng dụng. Ứng dụng này có thể thêm ứng dụng này. Được chưa? Cái ứng dụng này sẽ chạy cho, đây là tên ứng dụng này. Ví dụ như K30DL này. Email liên hệ, email của tôi này. Tạo ID ứng dụng này. Rồi. NLQEXN. Đấy. Thêm được rồi, K30DL này. Thì chúng ta sẽ chọn một cái ở đây, nó là cái không phải Messenger. Không phải là WebKit nhỉ, Audience Webhook Messenger Analytics. Không phải. Trung tâm ứng dụng thanh toán trên web đâu nhỉ? Phải, trước tôi dùng rồi mà giờ nó mới update, nó mới cập nhật, chẳng biết nó là cái gì. Đây, chọn nền tảng này. Trên web này,
trang web này, rồi app config này, gì đây, đây là script này, gì vậy trời, không phải. Chờ tí để tôi xem nhé. Login mạng xã hội này, profile expression này. À? Tôi cũng có làm cái này rồi. Nhưng mà không nhớ là kiểu gì chứ. Giờ lâu lâu rồi không động vào đây, quên mẹ hết rồi. Công cụ hỗ trợ này. Không phải, không phải cái này. Hướng dẫn nhúng group, fanpage Facebook vào website. Chờ tí để tôi ngó lại em nhỉ. Lâu không động mà quên sử. Chán quá. Chẳng khác gì nhau. Đây. Truy cập vào developer lightbox for page này. Đấy, đây rồi. Lấy mã này. Đây, nó chỉ có đoạn này thôi. Vietnamese. Rồi. Copy cái đoạn này thôi. Cái này nó chạy trên cái ứng dụng của tôi rồi. Bật nó tự ra luôn. Được chưa? Thì tôi nhúng vào đây. Ví dụ tôi nhét vào trong cái chỗ cái cục này nhá, footer này, tôi sẽ đặt cái một cái đoạn script vào đây này. After the opening body tag thì cái này là phải đặt ở phía đầu của trang. Cắt đi đặt ở phía đầu của trang thì nó sẽ phải đặt ở trong header. Rồi một cái, còn cái đặt chỗ này, cái này là cái plugin xuất hiện, tôi đặt ở đây Facebook group này. Đừng mỏng chạy được nha. Có vẻ không chạy được thật. Chẳng thấy nó chạy gì cả. Con này bậy à? Chế độ phát triển không khả dụng công khai. Bật nó lên. Ờ? Này setting nó lằng ngoằng lắm. Chờ chút này tôi ngó lại cái này nó đặt ở đâu.
không lên gì luôn. Đấy. Đâu nhỉ? Footer. Ở đây. Thằng thích này, like share. Đấy rồi này. Mình tiếp theo đến social plugin này. Bạn nào nhỉ? Rồi, ok, cái đoạn này để sau đi. Đoạn này để về tôi xem lại nhé. Chẳng nguyên vứt đầu lâu lắm rồi mà. Rồi chúng ta đến với cái phần cuối cùng là phần bản đồ đúng không? Bản đồ thì dễ lắm. Bản đồ vào map này, .google.com này. Map.google.com. Đây trường trường cao đẳng Múa Việt Nam, Mai Dịch, Hà Nội. Đấy, thấy không? Chúng ta có thể bê ra bên cạnh. Có lẽ là phải bật vào đây, bấm vào đây. Nhưng mà thôi để đây cũng được. Sau đó chúng ta bấm vào nút share này, tìm một địa điểm ở đấy, xong bấm nút share này. Thấy không? Embedded map này. Nhá. Chọn medium, chọn small. Chỉ như này thôi. Sau đó chúng ta copy cái link này. Copy cái link này. Paste vào đây. Sau đó chúng ta sang bên này chúng ta reload. Đó. Được chưa? Tất nhiên là nó đang bị vỡ trang. Chúng ta phải thu nhỏ nó vào. Chọn inspect này. Ở ngay phía đầu này nó sẽ có một cái đoạn gì đấy, đây width đây. Ví thu nhỏ xuống. Chúng ta để khoảng 200 thôi. Khoảng 30%. Rồi. Ví để là 100%, xin lỗi các bạn. Ví là 100%. Không được, ở đây 1000% thôi. Giảm nữa xuống. Đó, chúng ta để khoảng 90% thôi. Thấy chưa? Cái đường dẫn này này. Đây nó có cái 32 width 30 đúng không? Chúng ta có bằng 91% đi. Để vào đấy thì chúng ta sẽ có cái giao diện trông như này. Còn fanpage để buổi sau nhé. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn chúng ta nhét nó vào. Hả? Tôi cắt đi rồi. Đây có này. Wow. Và có gì hay cho nhảm nhí nhé. Hả? Ừ, mình cũng làm được mà. Mình đây cũng thuộc dạng làm thủ công này. Được chưa? Còn buổi sau chúng ta sẽ tiến hành là lấy ra các sản phẩm mới để hiển thị ngoài này thông qua Home Controller. Ngoài ra chúng ta bấm vào đây thì ra danh sách các sản phẩm nằm trong cái danh mục đấy, hoặc nằm trong cái các sản phẩm nằm trong cái danh mục đấy. Các nằm trong các danh mục tương ứng. Rồi sẽ làm thêm cái phần tìm kiếm nữa. Các thứ các kiểu bật nó ra. Đấy là làm cái giao diện phía client. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng luôn cái sửa code để làm giao diện phần backend quản trị.